Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyễn Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, mình có dịp mình được đi một số nước Âu Châu nhưng mà thật ra mình chưa có đi nhiều lắm. Tại vì anh Thắng có thể giới thiệu thêm cho Nhất Anh với lại khán giả của Người Việt TV một số nước thêm được không anh Thắng? Lần này có lẽ chúng ta nói đến một cái thành phố mà rất là nổi tiếng trên thế giới. Dạ. Và đặc biệt là đây là một thành phố tuy nó có những cái nét đặc biệt lắm và nó cũng đã từng được mượn cái không gian của nó để đóng một cái phim rất là nổi tiếng là Tourist. Yeah. Thành thử đó là thành phố Venice. Dạ, yeah. Thực ra thì nếu mà du khách nào mà mình ở Mỹ đó, mình đi Las Vegas, nó cũng có hiện cũng có tại Venice, Venice, nhưng mà cái Venice đó là Venice giả thôi. Còn hôm nay thì mình đi thiệt anh Thắng ha. Dạ. Thành thử nói đến thành phố Venice thì chúng ta nói đến nước Ý. Dạ. Yeah. Đây là một cái thành phố nằm về phía bắc của nước Ý và dĩ nhiên nó nằm trên nói là trên một cái lagoon, nhưng mà cái lagoon này nó nối liền ra cái biển Adriatic Sea, đó là một cái biển kéo dài của Địa Trung Hải tới bên bên hông của nước Ý, và cái biển này nó nối dọc xuống đi tới bên này là nước Ý, bên kia đó là Croatia của trong cái khu vực Âu Châu. Cái điều mà nhanh được biết tới Venice là nó rất là đặc biệt so với những thành phố khác, là nó chỉ có giống như là chỉ có xung quanh chỉ có sông biển thôi mà người ta thành phố này thì nó cũng có cái đặc biệt của nó là người ta nói con đó là một thành phố không có đường và nó chỉ có di chuyển từ điểm này đến điểm khác đó bằng thuyền thôi. Dĩ nhiên thì nói như vậy chúng ta có hình dung, người ta tưởng là ai cũng tưởng rằng là Venice là một thành phố được xây dựng ở trên một cái cồn đảo nào đó hoặc là nó đang xây ở trên đất liền, nó từ từ nó chìm xuống biển. Thì không hẳn như vậy, nhưng mà người ta nói đây là một cái thành phố nó được xây dựng và nó là nơi đi chảy ra ngoài biển của hai con sông, nhưng mà trước khi ra biển thì nó tạo ra một cái khu vực cái hồ lớn, và cái đó gọi nó tên thì tiếng Anh nó gọi là lagoon. Và cái khu vực đó thì trên đó đã có một số những cái điểm đã được người ngày xưa, cái người Venice ngày xưa đó, ngày xưa vào cái thế kỷ thứ 14 đó, Venice cũng đã từng là một đế quốc. Nó rất là nổi tiếng chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ nó thuộc về nước Ý bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên trải qua thời gian thì lịch sử thay đổi và cái vương quốc gọi là Venice đó, nó cũng đã bây giờ thì nó liền chung với nước Ý, và nó vẫn để lại một số những cái di tích về cái địa thế của nó và những cái di tích của nó về những cái văn hóa của nó vẫn có những cái rạc riêng biệt, nó khác hẳn với và bên trong đất liền nước Ý. Thành ra chúng ta đến Venice chúng ta có thể hình dung ra một cái văn hóa hơi khác với nước Ý. Nhưng mà chúng ta có đến nơi chúng ta mới thấy rằng Venice là một cái thành phố rất là đẹp, đẹp từ cái văn hóa, đẹp từ cái kiến trúc, và nó không to lớn lắm nhưng mà nó đủ để cho người du khách đến đó sững sờ với những cái gọi là cái kiến trúc của nó. Nhưng mà nhanh thắc mắc một cái là nếu như mà ở đó người ta chỉ đi thuyền không thôi, người ta đi bộ không thôi, thì ví dụ như du khách từ một nơi khác tới ngay đó thì đi bằng cách nào để có thể tới Venice được anh Thắng? Venice là như thế này, nó là một cái gọi là một cái, cứ cho nó là một tỉnh đi ha. Thì cái thành phố này đó, nó gồm có 8 quận. 8 quận đó thì 2 quận là nằm trong đất liền. Còn 6 quận kia thì nó là nằm ngoài đảo. Và chúng ta để ý rằng Venice là một khu vực có hơn 110 đảo. Nó khoảng đâu 118 đảo đó. Thì nó hình thành ra một cái khu vực nó gọi là Venice. Và thành từ đất liền đi ra đó. Thí dụ bây giờ chúng ta đi chơi đó, chúng ta muốn đến đi ra thành phố Venice. Mà nói đến Venice thì thành phố, cái đảo chính của nó là San Marco. Marco là cái khu vực là ai cũng muốn đến. Còn bên trong đất liền thì nó có như 2 quận, Messer chẳng hạn, thì nó là một trong 2 cái quận đó. Và từ đó chúng ta có thể nghỉ đêm ở đó, rồi chúng ta sẽ lấy thuyền, chúng ta phải đi ra ngoài biển, tức là đi ra phía biển đó, thì bắt đầu mình vào cái khu vực đảo chính của nó là cái đảo lớn nhất. Thì cái đảo đó nó có tên là San Marcos. San Marcos thì chúng ta đến đây thì chúng ta đi thuyền phải 20 phút chúng ta mới ra tới nơi. Thành thử cái phương tiện di chuyển đó, thì ngoài cái chuyện chúng ta đi máy bay có thể chúng ta đến Venice, nhưng mà đến Venice chúng ta sẽ ở cái quận trong đất liền, và chúng ta đi ra ngoài cái khu vực chính của Venice là chúng ta phải đi thuyền ra.
Dạ, không có khác cái gì khác hết. nhưng mà thuyền thì theo Nhân coi trên TV hay là thấy thì là thuyền thì cũng là có người người ta chèo thuyền đúng không ạ? Chúng ta chỗ này là phải ngừng nhất anh chỗ này. Dạ. Cái người mà chèo thuyền là chỉ chèo ở trong cái khu vực của cái đảo chính đó thôi. Tại Dạ. vì cái thuyền đó không phải thuyền để chèo ra ngoài biển. Dạ. Mà chúng ta phải đi cái thuyền loại chạy nhanh hoặc là những cái thuyền lớn thì nó mới chạy ra cái đảo lớn và nó cho mình xuống cập bờ ở đó và chúng ta xuống đó. Còn nếu nhất anh muốn đi, ta gọi là đi du ngoạn chung quanh cái thành phố San Marcos, chung quanh cái đảo đó, thì chúng ta có thể dùng cái thuyền nhỏ, cái người chèo đó, cái thuyền nhỏ người ta gọi là gondola, gondola để chúng ta có thể có người chèo và dĩ nhiên vừa chèo vừa hát thì nhưng mà trả tiền nặng lắm chứ không có phải đơn giản. Thì tuy nhiên thì nếu chúng ta đi du lịch mà chúng ta muốn thưởng thức một cái văn hóa, một cái không gian lạ của như thành phố Venice thì thế nào chúng ta cũng phải có một lần chúng ta phải lên cái thuyền Gonzaga. Gonzaga thì chúng ta mới xem cái người chèo thuyền nó chèo như thế nào, chúng ta đi qua cái ngõ ấy. Phải công nhận như thế này, đến Venice mà chúng ta không có đi qua những cái ngõ ngách, những cái con lạch hoặc là những cái con sông nhỏ đó thì chúng ta sẽ không cảm hết được cái đẹp của Venice. Ok, bây giờ là Nhanh có thể phân biệt được rồi. Cứ tưởng là nếu mà người ta đi thuyền không thì tất cả mọi thuyền đều như No, nhau hết. no, không. Như vậy là từ đất liền mà muốn đi vô thì phải đi bằng cái tàu giống như Đúng là rồi. có điện, đúng không ạ? Đúng rồi, đi Rồi từ cái xong, máy, thuyền máy chạy vào. rồi Xong rồi sau sau đó. đó thì chúng ta đi chơi trong đó. Và cái thuyền kia mà người ta chèo đó, gondola đó, thì người ta chèo đó, người ta tính tiền theo cái thời gian của mình. Mình có thể đi 30 phút, mình có thể đi 1 tiếng, tùy mình thôi. Mà nãy anh Thắng nói là đi đắt lắm, coi chừng bị giống như là bị trạc tiền nhiều, là khoảng bao nhiêu anh Thắng? Đến Venice, tất cả du khách rất là cẩn thận về vấn đề giá cả. Dĩ nhiên cái gì chúng ta rõ ràng thì không sao cả. Nhưng mà chúng ta không rõ ràng đó thì dễ bị hiểu lầm hoặc là dễ bị cái người buôn bán đó, họ có thể nói ngược với xuôi được. Thành thử chúng ta rất là cẩn thận. Thí dụ chúng ta đến cái thuyền đó chúng ta hỏi đi bao nhiêu phút và bao nhiêu tiền. Và dĩ nhiên nếu quý vị đến Venice, quý vị muốn đi một cái thuyền có người chèo đó thì đó là một kỷ niệm rất là đẹp và chúng ta nên đi, nhưng mà nó có nhiều cái chỗ điểm để mà lấy khách. Thành ra cái điểm mà chúng ta đứng ở ngoài phía ngoài biển đó để chúng ta lên cái thuyền đó thì rất là đắt. Có thể người ta chặt là mình tính tiền cho mình là 120 đô la cho nửa tiếng chẳng hạn. Hay 1 tiếng nữa tôi không có rành. Mà cho một người hay là cho một thuyền luôn Cho anh? một người đó. À xin lỗi, cho một thuyền đó. Thành thử chúng ta phải để ý. Còn nếu chúng ta đi vào bên trong đó, trong những cái vùng sông lạch đó, nó có những cái station của cái thuyền có thể đậu đó và chúng ta lên thuyền đó thì rẻ hơn. Đó. Thành thử cái đó, cái điểm mà tôi vừa trình bày đó là chúng ta đi một thuyền và chúng ta phải rõ ràng giá cả. Vâng, cảm ơn Thắng rất nhiều. Đây là mẹo để giúp cho những anh cũng như khán giả. Nếu như mà có dịp tới Venice thì ngoài cái việc mà ngắm cái cảnh đẹp ra thì mình cũng phải chú Dĩ ý nhiên tới phần điều 2 này. chúng ta sẽ nói thêm một chút xíu nữa về các cái điểm khác nữa, không cứ phải cái đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều và hẹn quý vị trong phần 2. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và trong chương trình lần này thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đang đi tới thành phố Venice. Và trong phần 1 thì anh Thắng nói là ở Venice là một thành phố rất là đặc biệt, tại vì có rất là nhiều những cái di tích văn hóa. Và vậy thì đặc điểm trong những cái đó là cái nào hả anh Thắng? Những cái điểm đặc biệt là chúng ta sẽ nói đến Venice, chúng ta nói đến cái đảo chính đó là cái San Marco. Và trên cái đảo San Marco đó chúng ta sẽ hình dung là những chỗ nào đẹp. Cái thứ nhất là cái quảng trường San và có cái ngôi nhà thờ San Mạc. Đó, thánh đường San Mạc rất là đẹp, rất là nguy nga, rất Nó là không có to lớn nhưng mà không có nghĩa là to lớn là mới đẹp. Nhưng mà có những cái kiến trúc tuy vừa phải nhỏ nhắn nhưng mà cho chúng ta vào chúng ta mới sững sờ với những cái gọi là vàng bạc, gọi là châu báu đó, những cái kiến trúc mà rất là cho du khách rất là sững sờ. Thì đó là cái thánh đường San Mark với cái gọi là cái Doge Palace, đó là những quan tổng trấn ngày xưa đã cai trị ở cái thành phố Venice. Và những quan tổng trấn đó là những cái dinh thự của họ bây giờ còn để lại cho mình đó. Mình vào mình không có tưởng tượng được cái nguy nga của nó, cái giàu có của những quan tổng trấn ngày xưa. Và chỉ là một cái đảo nhỏ thôi, khu vực đó thôi. Thì như nãy phần đầu chúng ta có nói đó, Venice ngày xưa nó cũng là một cái cường quốc, là một cái đế quốc trong cái khu vực đó.
Nhưng mà về sau này thì nó lụn bại, nhưng mà bù lại thì những cái kiến trúc của nó đến thế kỷ trước cho đến bây giờ người ta vẫn còn giữ lại và người ta bảo trì nó, thành ra chúng ta vào chúng ta mới thấy được cái sự nguy nga, cái gọi là cái xa hoa, cái sang trọng của những cái quan trọng chấn ngày xưa đã từng đóng vào ngày đó. Ngày xưa thì nói về lịch sử thì tôi rất là thích thú khi mà tôi nhớ lại cái câu chuyện là ngày xưa quân Mông Cổ đó vào những cái thế kỷ thứ 13 đó, họ đã đánh qua Âu Châu, họ đi tới Đông Âu rồi, họ đi tới Venice luôn. Nhưng mà mình để ý Venice là thành phố của sông ngòi, thành phố của những canal, thành ra quân Mông Cổ không qua được tại vì nó là sông ngòi không, thành ra vó vó ngựa của quân Mông Cổ đã không đi qua được Venice, thành thử Venice mới còn nguyên vẹn. Nhưng mà một cái người mà Âu Châu mà người đó là gốc của Venice mà ngày xưa đã từng đi qua bên Trung Hoa đó và đã từng có thời làm quan trong trong cái triều đình ở Trung Hoa ngày xưa thời nhà Nguyên, Nguyên Mông Cổ đó. Đó là ông Marco Polo. Không biết là Nhất Anh có nghe đến ông Marco Polo, đó là nhà du hành nổi tiếng trong những cái thế kỷ cũ, thế kỷ thứ 15 chứ. Và ông ấy là người ông trở về lại Venice. Có lẽ ông ấy là một trong những người có mang ít nhiều những cái đẹp của bên các thành phố ngày xưa bên Trung Hoa, thì các thành phố như Tô Châu, Hàng Châu rất là nổi tiếng về cái không gian của nó, về những cái kiến trúc cầu của Tô Châu chẳng hạn, về những cái Grand Ca, cái gọi là cái Grand Canal của Tô Châu chẳng hạn, và những cái đẹp của Hàng Châu, thì có thể ông ấy là về đó và ông ấy đưa ý kiến để làm cái thành phố Venice. Nhưng mà có thể đối với cá nhân tôi, có thể ông Marco Polo ông không sống đến bây giờ chứ ông thấy bây giờ mà ông nhìn cái thành phố Venice nó đẹp lắm, tôi cho là nó đẹp hơn cả bên Tô Châu với Hàng Châu nhiều, và nó có nhiều cái văn hóa mà người ta không có gọi là trùng tu, nó quá nhiều, nó quá lố. Và đến với cái Venice thì cái quảng trường San Marco, cái Bell Tower, cái Clock Tower, đó là những cái di tích lịch sử của thành phố Venice vẫn còn để lại, và chúng ta đến đó chúng ta mới có dịp xem những cái ngày xưa của những người quan trọng chấn, của những người dân Venice ngày xưa họ đã cái văn hóa của họ như thế nào. Rồi cái khu phố cổ, cái khu phố ngay cái thành cái đảo mà chỗ có cái thành phố San Marco lớn mà tôi nói đó, thì nó có một cái Grand Canal, đó là một cái Grand Canal, Grand Canal tức là một cái kênh đảo rất là lớn, và trên đó có một cái cầu rất là nổi tiếng. Và nên nhớ là Venice cũng là một trong những cái thành phố Nhiều câu phải hơn đấy. UNESCO đã một di sản văn hóa của thế giới, và chúng ta thấy đó đó là cái thành phố nó có nhiều cái điểm đặc biệt lắm. Và cái cầu mà tôi vừa mới nói đó nó có tên là Rialto Bridge, và cái cầu nó có hao hao mình nhìn qua, nếu người nào có dịp đi qua Trung Hoa có đến Tô Châu rồi đó, mình có thể nhìn cái kiến trúc nó có vẻ hao hao kiểu đó, nhưng mà dĩ nhiên nó khác hẳn. Nhưng mà đó là một trong những cái cầu mà đã đến San Marco là chúng ta phải đến thăm cái đó, chúng ta phải có tấm hình ở đó chúng ta mới biết chúng ta đến Venice, chúng ta phải có tấm hình ở ngay San Marco trước cái dinh thự của quan tổng trấn Doge Palace, hoặc là chúng ta phải có cái hình ảnh của nhà thờ San Marco thì chúng ta mới biết là chúng ta đã đến Venice. Dĩ nhiên thì nếu mà chúng ta có thêm một cái hình ảnh đi với một người chèo thuyền Gondola chẳng hạn, thì chúng ta biết à chỉ có Venice nổi tiếng ở đó. Dĩ nhiên trừ một chỗ là chúng ta đến Las Vegas chúng ta chụp những hình đó thì nó chỉ là một cái Nhưng mà chắc chắn là ở Las Vegas thì không thể nào mà bằng được ở Venice khi mà đương mình nhiên tới đó rồi đúng đương không anh nhiên Thắng? hoàn toàn rất là nhỏ bé, họ chỉ chụp lên một phần nhỏ của Venice thôi, nhưng mà người Venice họ rất là màu sắc, thành ra chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ dịp xem những cái building, những cái dinh thự hai bên sông ngòi và đẹp lắm, hoa để cho họ có cái tạo cho thành phố cái nét riêng biệt. Và đặc biệt là thành phố cái Venice đó, nó mệnh danh là thành phố của mặt nạ, City of the Mask, tức là người Venice ngày xưa họ đã có một cái văn hóa là họ đeo mặt nạ để họ chơi những cái buổi dạ hội, những cái buổi gọi là party mà riêng biệt, Carnival đúng là không ạ? carnival của họ. Thì đó là những cái mà chúng ta đến Venice, dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy được những cái văn hóa đặc biệt của cái người dân Venice. Và Venice là một thành phố rất là xứng đáng để chúng ta đến nơi. Và dĩ nhiên chúng ta phải đã đến Venice thì quý vị đừng có tiếc tiền, tại vì thực sự Venice là một thành phố rất là đắt đỏ. Ngay cả các bữa ăn
Lúc nãy buổi trong cái phần 1 chúng ta có nói về cái chuyện mà du khách, mặc cả này là chúng ta nọ. phải rõ ràng trong cái chuyện đi thuê thuyền ha. Và ngay cả trong khi chúng ta vào những tiệm ăn á, quý vị cũng rất là rõ ràng, quý vị không hiểu được tiếng Ý thì quý vị phải hỏi cho nó rõ. Chẳng hạn như chúng ta muốn ăn con cá thì tên con cá là như gì, thì trong con cá nó bao gồm những cái gì, chúng ta phải hỏi. Chứ nếu không chúng ta mua phần ăn là con cá, nhưng mà họ ra nếu có cơm nó tính thêm tiền tiền cơm, có cái cộng rau tính tiền cộng rau, thành thử chúng ta rất là cẩn thận, thành ra chúng ta phải hỏi cho rõ ràng, chứ không thì một con cá có thể vài trăm đô la gì không. Câu hỏi cuối cùng mà Nhân muốn hỏi anh Thắng đó là, tại vì Venice là một cái thành phố mà sông ngòi rất là nhiều, vậy thì cái thời điểm nào đi là tốt nhất, hay là 5 năm suốt tháng đi lúc nào cũng được hết? Tôi nghĩ bên đó thì đi lúc nào cũng được hết, tại vì nước Ý là chúng ta biết là nước rất là nóng, tại vì nó nằm gần phía xích đạo đó, thành thử quanh năm là nóng. Tuy nhiên thì mùa đông là cái mùa lý tưởng, hoặc là mùa thu là những mùa lý tưởng. Thế tuy nhiên thì phải nói thêm như này, khi mà chúng ta đi Âu Châu đó, phần lớn chúng ta chọn mùa hè, tại vì mùa hè học sinh được nghỉ, con nít được nghỉ, và tất cả chúng ta dễ dàng. Và thành phố Âu Châu, tại vì sống về mùa hè đó, là cái ngày nó dài hơn, thành ra chúng ta 8-9 giờ tối vẫn còn sáng. Chúng ta qua Venice mà chúng ta thấy trời vẫn còn sáng như vậy thì nó mới thích thú. Chứ còn nếu mà thành phố mà 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ gì đó mà đã tối rồi thì nó cũng uổng. Đó. Thành lớn, thành thử tùy theo cái thời gian của chúng ta. Nhưng mà mỗi một thời điểm chúng ta đều có một cái sinh hoạt khác nhau của Venice. Cảm ơn Thắng rất là nhiều, và hy vọng là trong một dịp nào đó thì khán giả của Người Việt TV sẽ được tới và cảm nhận thành phố Venice rất là thơ mộng mà anh Thắng vừa mới giới thiệu cho chúng ta. Và nhớ anh hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Chào tạm biệt anh Thắng. Chào nhất anh.